Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh tin mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Báo Châu Á nói, kinh tế Lào thoát khỏi vũng bùn vỡ nợ năm 2023 nhờ Việt Nam giúp đỡ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin mới. Quý vị thân mến, trong chuyến công du vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Lào đã đề nghị Việt Nam cử chuyên gia sang giúp Lào tháo gỡ khó khăn về tài chính, tiền tệ và cải cách doanh nghiệp. Cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tại Lào đang khiến Việt Nam lo lắng. Trong năm 2022, hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5 tháng 9 năm 1962 và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác 18 tháng 7 năm 1917. Một số trang báo châu Á đã lên tiếng khẳng định về tầm quan trọng của Việt Nam khi giúp đỡ Lào thoát khỏi vùng trũng của nợ nần vào năm 2023. Vậy cụ thể thế nào? Hãy tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Lào đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất từ nhiều năm qua. Lạm phát tăng 23,6% trong tháng 6, mức tăng cao nhất từ 22 năm qua. Các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, khí đốt đều tăng thêm ít nhất gần 70%. Trung Quốc là chủ nợ chính của Lào, chiếm gần một nửa khối nợ nước ngoài 14,5 tỷ đô la, chiếm 66% GDP. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới vào tháng 4 năm 2022, với nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường BRI, Lào đang ngả theo Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam luôn cố gắng duy trì ảnh hưởng tại nước láng giềng vì những lý do kinh tế và địa chính trị. Dưới đây là nhận định của nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Boston College, Hoa Kỳ. Khi được hỏi rằng trang Facebook thông tin chính phủ Việt Nam ngày 26 tháng 7 năm 2022 cho biết, Bộ trưởng Tài chính Lào nhân chuyến công du Việt Nam đã đề nghị Việt Nam cử chuyên gia sang giúp Lào tháo gỡ những khó khăn về tài chính, tiền tệ. Xin anh giải thích một chút về cuộc khủng hoảng mà Lào đang trải qua hiện nay. Cuộc khủng hoảng này ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Theo tôi, cuộc khủng hoảng này có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là do những biến động về kinh tế và chính trị toàn cầu hiện nay, tức là do cuộc chiến ở Ukraine và việc Mỹ nâng lãi suất chỉ đạo rất lớn trong thời gian vừa rồi. Điều này đã khiến giá xăng dầu tăng lên trên toàn cầu. Đồng kíp của Lào đã rớt giá rất nhiều, đặc biệt khi so sánh với tháng 9 năm 2021, 9.300 kíp Lào đổi được 1 đô la Mỹ, thì bây giờ 15.000 kíp Lào mới đổi được 1 đô la Mỹ. Chính việc đồng kíp Lào bị rớt giá khiến cho khủng hoảng nợ công trầm trọng thêm rất nhiều, bởi vì nước này nợ đô la, riêng với Trung Quốc là 6 tỷ đô la. Nguyên nhân thứ hai là do chính quyền Lào trong những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2010 đến năm 2016, đã sử dụng và vay nợ rất nhiều từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, để xây dựng cơ sở vật chất trong nước. Dù vay rất nhiều, nhưng chính việc xử lý các khoản tiền và tham nhũng trong chính quyền Lào đã khiến những khoản nợ này không được tính toán cẩn thận, dẫn tới việc Lào có nguy cơ vỡ nợ. Các chuyên gia quốc tế đánh giá rằng là phải trả nợ mỗi năm 1,3 tỷ đô la Mỹ từ giờ cho đến năm 2025, trong khi dự trữ ngoại hối của nước này chỉ còn hơn 1,2 tỷ đô la. Do đó, có thể thấy rằng việc Lào vỡ nợ chỉ còn là vấn đề thời gian nếu nước này không có những cải thiện về kinh tế hoặc xin Trung Quốc gia hạn gói nợ, hoặc có những biện pháp giảm thiểu tham nhũng, cũng như quản lý những khoản vay nợ một cách hợp lý. Chính cuộc khủng hoảng này ở Lào ảnh hưởng rất lớn đến Việt Nam. Cần phải nói rằng, Lào cũng là một nước nằm dưới sự lãnh đạo của một đảng cộng sản. Việt Nam thì không muốn đồng chí của mình gặp khó khăn kinh tế, vì những khó khăn kinh tế này có thể gây ảnh hưởng về sự ổn định chính trị kinh tế của Lào. Gần đây, những nhà nghiên cứu về Lào đã quan tâm xem thái độ của người dân đối với chính quyền Lào như thế nào. Họ nhận thấy rằng cuộc khủng hoảng lần này đã tạo ra rất nhiều phẫn nộ trong công chúng Lào. Khi mà nhiều người dân không còn che giấu sự bất mãn đối với chính quyền, họ thẳng tay lên mạng phê phán chính quyền. Việc Lào cần đến sự hỗ trợ của Việt Nam chính là một điều rất bình thường, tại vì trước đây sau khi chính quyền Pathet Lào giành được chính quyền đất nước sau năm 1975, Việt Nam đã luôn luôn là một đồng minh rất thân cận, kể cả về kinh tế, chính trị cho Lào. Khủng hoảng lần này nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Việt Nam
như là một thói quen đối với đất nước Lào. Chắc chắn rằng Việt Nam cũng mong muốn là không bị lung lay, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ Cộng sản. Lào cũng hiểu rất rõ điều này. Chính vì vậy, Lào biết là Việt Nam luôn chống lưng cho Lào. Một điều nữa cần phải xem xét kỹ hơn đó chính là Trung Quốc mới là chủ nợ của Lào. Việt Nam suy cho cùng, mặc dù là đồng minh, thì cũng chỉ là một nước có thể hỗ trợ Lào, chứ không phải là người nắm chìa khóa để giải quyết được vấn đề kinh tế cho Lào 100%. Những năm gần đây, Trung Quốc đã gia tăng ảnh hưởng tại Lào với sáng kiến một vành đai, một con đường. Thì sớm hay muộn, Trung Quốc có thể khiến Lào phụ thuộc nhiều hơn về kinh tế, là một điều mà Việt Nam không thể nào có thể ngăn chặn được. Quan hệ Việt Nam với Lào về căn bản là để bảo vệ an ninh cho Việt Nam. Những câu mà chính phủ Việt Nam hay nói là an ninh của bạn cũng là an ninh của mình, hay là an ninh của Lào cũng là an ninh của Việt Nam. Điều này thể hiện Việt Nam mong muốn không có một quốc gia nào có thể sử dụng Lào làm bàn đạp tấn công Việt Nam. Nếu nhìn rộng hơn, thực ra từ thời chiến tranh Việt Nam, chính quyền Hà Nội đã trực tiếp cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở Lào và Việt Nam cũng đã hỗ trợ chính quyền Pathet Lào rất nhiều trong thời gian chống lại chính quyền Vương quốc Lào. Với mục tiêu cuối cùng là để sử dụng được Lào như là một phần của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chính quan hệ thân mật về quốc phòng từ trước năm 1975 đã tạo tiền đề để hai nước ký hiệp định hữu nghị và hợp tác năm 1977. Qua đó, Việt Nam có thể giúp Lào trở thành một đồng minh thân cận và trực tiếp bảo vệ Lào khỏi những cuộc tấn công của Trung Quốc. Cần lưu ý rằng, vào năm 1979, khi Trung Quốc tấn công biên giới của Việt Nam vào tháng 2, thì Trung Quốc cũng đã tấn công biên giới của Lào, mặc dù Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi vừa phải tấn công Khmer Đỏ ở Campuchia, vừa phải phòng thủ Trung Quốc ở biên giới phía Bắc. Việt Nam vẫn sẵn lòng gửi hơn 40.000 quân bảo vệ Lào khỏi sự đe dọa từ các phần tử chống cộng sản ở trong nước và Trung Quốc. Chính sự hợp tác về quốc phòng lâu năm đã tạo ra một sự tin cậy chính trị rất vững chắc với nhau và cần phải lưu ý rằng Việt Nam bảo vệ Lào không chỉ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước Lào mà còn bảo vệ cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Lào khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cách mạng Nhân dân Lào là hai đảng anh em đã có truyền thống lâu đời để hỗ trợ lẫn nhau. Chính tầm quan trọng về địa chính trị của Lào đối với Việt Nam khiến Việt Nam ưu tiên Lào là một nước đồng minh duy nhất mà Việt Nam ký hiệp định. Mặc dù chính quyền Hà Nội đã nói rất nhiều lần là Việt Nam hoàn toàn không muốn tham gia liên minh nào hoặc là dùng lãnh thổ của nước nào để tấn công chống lại nước khác. Nhưng mà trong trường hợp của Lào, có thể thấy là Việt Nam đã hoàn toàn tạo ra một ngoại lệ cho chính sách 4.0 của Việt Nam. Và cần phải nói rõ hơn là so với Biển Đông thì là quan trọng hơn những đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tại vì mặc dù Hoàng Sa và Trường Sa có thể quan trọng với Việt Nam, nhưng hai quần đảo này hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với sự tồn vong của đất nước. Trái với Lào, đất nước này hoàn toàn có thể quyết định đến vận mệnh tồn tại của Việt Nam trong tương lai. Điều này có thể thấy là Việt Nam sẵn sàng ưu tiên Lào là một đồng minh quân sự và sẵn sàng ủng hộ Lào bằng tất cả những gì ở Việt Nam có thể ủng hộ. Phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine gần bằng ngân sách quân sự của Nga. Thưa các bạn, một thống kê chỉ ra giá trị số khí tài mà phương Tây viện trợ cho Ukraine trong hơn 10 tháng qua gần bằng với ngân sách quốc phòng của Nga trong năm 2022. Hãng tin TASS ngày hôm nay đưa tin Kiev đã nhận được 48,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự từ phương Tây kể từ khi Nga mở chiến dịch đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Theo TASS, con số này bằng gần 95% ngân sách quốc phòng của Nga trong năm 2022 và khoảng 51,1 tỷ đô la Mỹ tổng viện trợ mà Kiev nhận được từ các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế, bao gồm cả viện trợ nhân đạo kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt vào khoảng 150,8 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định tiềm năng và năng lực quân sự của gần như tất cả các thành viên chính của NATO hiện đang được sử dụng một cách tích cực để chống lại Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga đang chiến đấu ở Ukraine không phải chống lại lực lượng Kiev mà là chống lại toàn bộ phương Tây. Nga đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng bơm vũ khí cho Kiev, khẳng định rằng viện trợ liên tục sẽ chỉ kéo dài chiến sự hơn là thay đổi kết quả cuối cùng của cuộc xung đột. Moscow đã nhiều lần cảnh báo
tất cả vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine đều trở thành mục tiêu chính đáng để Nga phá hủy hoặc thu giữ. Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay giới chuyên gia quân sự nước này đang lên kế hoạch mới nhằm làm gián đoạn dòng vũ khí phương Tây chảy vào Ukraine. Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm, theo các kế hoạch mới, đường sắt, cầu, đường hầm của Ukraine có thể trở thành mục tiêu tập kích. Theo ông Lavrov, các cuộc tập kích diện rộng của Nga từ đầu tháng 10 nhằm vào hạ tầng Ukraine như mạng lưới điện đã gây khó khăn hơn cho hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây và Ukraine. Ngoài ra, đại sứ Ukraine ở Anh Vadim Vysotsky cho biết một số nước phương Tây đã viện trợ cho Ukraine các vũ khí hết hạn sử dụng. Một số thiết bị đã hết hạn sử dụng. Chúng tôi hay đùa rằng nếu bạn muốn bỏ chúng tôi đi, hãy cứ gửi chúng cho tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng đúng cách. Bình thường, nếu vào thời bình, không ai muốn nói về những điều như vậy. Nhưng vào lúc này thì tại sao lại không? Ông nói. Video của tin mới xin được tạm dừng tại đây. Quý vị nghĩ sao về mối quan hệ hữu nghị gắn kết giữa Việt Nam và Lào? Hãy chia sẻ phía bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Nếu quý vị thấy thích video, hãy ủng hộ tin mới bằng cách nhấn like, share và subscribe để chúng tôi có thêm động lực đồng hành cùng quý vị trong những video mới. Thân ái, chào tạm biệt! Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của kênh tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!